các tín đồ của món cá hấp đâu? Hãy giơ tay lên nào. Ta-da! Có ngay một món ăn dành riêng cho bạn đây. Trước hết, cắt lát gừng và cắt khúc hành lá. Khứa mình cá chim rồi ướp với thật ít muối. Bạn nhớ massage nhẹ nhàng cho thấm vị nhé. Đem hành lá và gừng bỏ vào bên trong cá như thế này. Thêm một ít lên mặt nữa là đem đi hấp được rồi. Trong lúc chờ cá chín thì cho tỏi băm vào phi cho thật thơm nào. Ôi chao, sực nức mũi luôn rồi. Cắt mỏng hành tím, hành tây, cắt sợi cà rốt, ớt sừng và hành lá. Trộn đều rồi cho lên trên mặt cá đã hấp chín. Còn chờ gì mà không rưới dầu tỏi vào rồi thưởng thức thôi. Cá chim hấp thơm lừng mà cuốn với bánh tráng nữa thì là còn gì bằng. Trải bánh tráng ra dĩa, thêm rau sống xanh sạch lên trên. Gấp một miếng cá còn nóng hổi và phần hành trộn vào rồi cuốn thật đều tay. Bạn có đồng ý với tôi là hình ảnh chấm món cuốn vào nước mắm chua ngọt như thế này lại gây sát thương vô bờ bến không? Ngon mê ly quá đi thôi!